mới được đông vui chút xíu vậy thôi, một niềm vui nho nhỏ. Và hôm nay tiếp tục. Cô này ngày xưa là cái chỗ này ngày xưa là công ty du lịch. Ồ, rất là đông luôn, trời ơi. À, còn một cái nữa là những cái tiệc tùng như thế là không được mở vào ngày mai. Em xin chào buổi tối đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới, một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc. Sài Gòn hôm nay tối ngày 30 tháng 7 năm 2020 và chúng ta đang có mặt ở đây là vòng xoay công trường Quách Thị Trang, khu vực chợ Sài Gòn. Và trước mặt anh chị và các bạn đó là hình ảnh của một ngôi chợ Sài Gòn, một ngôi chợ gắn liền với lịch sử hình thành Sài Gòn hơn trăm năm. Và ngày hôm nay chúng thấy một cái bầu trời cũng như khu vực này, một cái không khí tĩnh lặng, tối thui. Và điều lo lắng của Sài Gòn khi mà Đà Nẵng phải chịu sự cách ly, giãn cách xã hội, và điều lo lắng ấy cũng đã đến với Sài Gòn của chúng ta. Và sau ngày 30, tức 0 giờ ngày 31 thì Sài Gòn sẽ tạm ngưng các hoạt động ở những nơi công cộng, những nơi quán bar, vũ trường, những nơi có việc tập trung người khoảng 30 người thì sẽ được tạm đóng cửa. Bởi vậy thành ra những quán bar, những vũ trường, những nơi ăn chơi cũng như những sự kiện, những nơi hội họp, những khu vui chơi của trẻ em, những nhà hàng thì phải chịu thêm một sự ảnh hưởng một lần nữa. Đó là điều khó khăn, nhưng mà chúng ta phải cố gắng để vượt qua cái giai đoạn này, tại vì không còn cách nào khác, phải thực thi cái chính sách giãn cách xã hội thêm một lần nữa để tránh sự bùng phát. Hôm nay ở Đà Nẵng thì cũng có mấy ca nhiễm nữa, ở Quảng Ngãi cũng vậy. Nên thật ra Sài Gòn cũng rất là lo lắng, cũng rất là mệt mỏi vì cái dịch bệnh này. Nhưng mà không có nghĩa là toan, gần đây trên mạng hay có chữ toan rồi, nghĩa là đổ vỡ rồi. Không có nghĩa là như vậy. Chúng ta luôn chủ động trong mọi tình huống để mình ứng phó với dịch bệnh này. Và tối hôm nay thì em đi làm về cũng hơi trễ, sẵn đây dẫn anh chị và các bạn dạo một vòng rồi em sẽ về nhà luôn. Bây giờ gần 8 giờ, và chúng ta sẽ chạy một vòng chợ Sài Gòn xem sao nha. Chợ Sài Gòn ngày hôm nay buồn hiu vắng lặng. Và chúng ta qua đây là con đường Phan Bội Châu. Chiều nay thì em có đi ra hướng sân bay, rồi quay vài clip, vài hình ảnh ở khu vực đường Lê Văn Duyệt. Những hình ảnh mà có lẽ sau này không còn nữa, tại vì con đường Lê Văn Duyệt được mở rộng ra. Rồi về cũng hơi trễ, nên thành ra dẫn anh chị và các bạn chúng ta đi dạo một vòng để xem không khí Sài Gòn trước giờ đóng cửa những nơi tụ tập xem như thế nào ha. Thì tình hình cho thấy chợ Sài Gòn về đêm vẫn chưa hoạt động trở lại. Một ngôi chợ, một cái khu chợ đêm được hình thành cũng khoảng gần 20 năm ở Sài Gòn này. Thì chợ Sài Gòn thì cũng cả trăm năm rồi, nhưng mà chợ đêm thì khoảng gần đây thôi, khoảng 20 năm trở lại đây thôi. Vào những năm 2000 lẻ mấy thì mới có chợ đêm, nhưng mà bây giờ không còn nữa ha.
À, chúng ta qua mặt đường bên đây là đường Lê Thánh Tôn, cửa cửa Bắc chợ Sài Gòn, một hình ảnh vẫn đóng cửa, buồn lắm, rất buồn cho các anh chị tiểu thương ở đây và những người mưu sinh ở đây, như là những chú xe ôm, những anh xích lô, những chú xích lô, rất là khó khăn luôn. Họ không có thu nhập, phải làm công việc khác. Đó, mình qua đây là cửa Bắc, ở cửa Tây, trên con đường Phan Chu Trinh. Và không biết khi nào thì chợ này sẽ được mở lại nữa. Chợ được mở lại cho tới khi, không phải là chợ đóng cửa mà chợ đông đúc trở lại, khi mà du khách quốc tế được thông hành thì chợ này mới có không khí buôn bán được. Chứ bây giờ thì phải nói điều hưu vắng lặng. Chúng ta qua đây là con đường Lê Lai ha, mình sẽ chạy một vòng phố Tây rồi đi qua ngã năm Thái Bình. Dạo một vòng những khu tấp nập về đêm, xem ngày hôm nay như thế nào. Và nói chung mình cũng phải chấp nhận, tại vì không làm như thế thì dịch bệnh nó bùng nổ thêm một lần nữa, bùng nổ dữ dội hơn nữa thì sợ chúng ta chống không nổi ha. Vì điều kiện Việt Nam cũng còn nghèo, dân số thì cũng đông, nên thành ra ở Sài Gòn này chật hẹp lắm. Các anh thấy về đêm thì người ta đi ra đường đông đông đúc, đường xá luôn đông đúc khi mà mọi việc trở lại bình thường. Nhưng mà qua ngày mai chắc có lẽ không được như thế này. Rồi chúng ta sẽ quẹo trái con đường Nguyễn Thái Học ha. Ở chỗ này đông lắm nên thật ra mình phải chạy lẹ chứ thôi, bị người ta la. Đó, và thẳng hướng này là mình sẽ đi ra cầu cầu Ông Lãnh, chợ Sài Gòn, chợ Cầu Muối. Nơi đây là giao lộ Phạm Ngũ Lão với lại Nguyễn Thái Học. Cuộc sống chỉ cuộc sống bữa giờ tương đối bình thường, chỉ được khoảng 100 ngày thôi, khoảng 3 tháng thôi thì nay lại bùng trở lại, mệt mỏi. Những công ty lớn thì chắc là bắt buộc phải giãn cách nhân viên ra, một số làm tại nhà, một số làm tại công ty, nói chung là khó khăn nữa. Đi tới tí là giao lộ Trần Hưng Đạo rồi, mà chúng ta sẽ quẹo qua con đường Bùi Viện nằm bên cánh phải. Sài Gòn bình thường về đêm là lúc nào cũng đông vui thế này. Bên đây là đường Trần Hưng Đạo nè, bên cánh phải đó là đường Bùi Viện. Một khu phố rất là tấp nập về đêm. So với, mình nói tấp nập so với những khu phố khác thôi, chứ so với lúc trước thì có lẽ không bằng đâu ha. Chỉ bằng 1/10 lúc mà chưa có dịch thôi. Thành ra doanh thu của những quán bar, club ở đây có lẽ không có đủ xã hội để trả chi phí cho mặt bằng ở đây. Người cho thuê mặt bằng ở đây thì họ phải mua những căn nhà này rất là đắt tiền, thậm chí phải vay ngân hàng để những số tiền mà cho thuê đây phải để trả lãi ngân hàng.
mới được đông vui chút xíu vậy thôi, một niềm vui nho nhỏ. Và hôm nay lại tiếp tục. Chúng ta đi qua khu này là đỡ ồn rồi, nãy ồn quá. Đó, bây giờ còn đứng bán vậy thôi chứ ngày mai là coi như phải đóng cửa nữa, rất nhiều người phải thất nghiệp nữa. Và điều lo lắng hôm bữa giờ cũng đã tới. Còn ở quận 4 thì phố ốc Vĩnh Khánh rất là đông, những hàng quán ăn uống về đêm ở quận 4, con đường Vĩnh Khánh rất là đông. Bây giờ chắc có lẽ phải chia tay nữa rồi, ngày mai em xem rồi thế nào, rồi em dạo vòng qua đó để anh chị xem ha. Và lại những ngày hôm nay thì cũng rất là hạn chế đi tiếp xúc với người này người kia, video chỉ chạy xe đi vòng vòng rồi quay chia sẻ anh chị và các bạn, để nếu mà chúng ta ở các tỉnh khác hoặc là ở đất nước xa xôi nào đó thì mình cũng thấy được hoàn cảnh của quê nhà ngày hôm nay nó ra làm sao. Việt Nam cũng không thua gì các nước khác khi mà dịch bệnh đang hoành hành khắp nơi. Có lẽ ở đất nước của anh chị và các bạn chắc cũng mệt mỏi, cũng chung tình cảnh như thế này. Thời buổi này thì chắc cũng không ai hơn ai đâu ha. Chỉ biết cầu nguyện cho mọi việc nó bình an, nó suôn sẻ, an lành đến tất cả mọi người. Cầu mong này cho cái dịch bệnh này nó sớm đi qua đi, để người dân trở lại cuộc sống bình thường. Chứ cứ như vậy hoài rất là mệt mỏi. Đây tới đó là ngã năm Thái Bình. Lúc nãy thì trước khi đi về thì Nị và bạn đồng nhỏ lại thèm ăn cái món tteokbokki, nên thật ra bây giờ trước khi về nhà thì chia sẻ anh chị và các bạn vài hình ảnh ở đây, rồi đi dạo một vòng kiếm cái món tteokbokki mua cho bạn đồng nữa rồi mới về nhà. Mỗi lần khi về trễ là như vậy, về trễ là có nhiều sự yêu cầu lắm. Con đường Nguyễn Trãi đông nghẹt luôn. Trời, sao đông quá vậy. Ủa, quán bar nào mới mở đây? Thì là mệt mỏi khi mà mới vừa khai trương. Đồ đại gia không ha, đi Range Rover, đi Jaguar, rồi đi Mercedes, BMW, quá trời. Mới vừa khai trương quán bar nè, khai trương hôm nay, ngày mai lại
ngưng nữa rồi. Wow, bao hoành tráng rồi chưa. Cô này ngày xưa là cái chỗ này ngày xưa là công ty du lịch. Ồ, rất là đông luôn, trời ơi. À, còn một cái nữa là những cái tiệc tùng như thế là không được mở vào ngày mai. Nên thành ra hôm nay đông đúc như vậy là cũng rất là nguy hiểm ha. Đó, toàn là đại gia không đi Mercedes, BMW, Jaguar, rồi Audi, những thương hiệu lớn không ạ. À, rồi hôm nay khai trương ngày mai mệt mỏi luôn. Trời ơi. À, hôm nay khai trương đông quá trời đông. À, nói chung cũng không có trách họ được, tại vì phải làm ăn thôi, chứ phải mở ra cái này cái kia để xã hội có gọi là phát triển nền kinh tế, chứ ai cũng nghĩ thế này thế kia thì đóng cửa ngủ hết thì lấy đâu ra sự phát triển, lấy đâu ra sự thay đổi. Nhưng mà đùng một cái dịch bệnh này cũng không ai muốn. Mới cơm tắm về đêm đó nè. Ở Đà Nẵng thì không có cho bán mang về luôn. Nên thành ra ở nhà nấu là hợp lý nhất. À, chúng ta qua đây là khu vực Bộ Nội vụ xuất nhập cảnh quản lý, Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Ngày nay thì chắc là ở đây cũng nhân viên ở đây chắc cũng ngồi không thôi, có ai xuất nhập gì nhiều đâu mà làm. Đó, rồi đến cà phê 343, rồi ngày mai chúng ta chia tay luôn. Quá. Wow. Không riêng gì những ngành ảnh hưởng tới những ngành dịch vụ, mà những ngành khác cũng ảnh hưởng, những ngành công nghệ, những ngành nói chung những ngành buôn bán là ảnh hưởng hết, từ vì dịch bệnh đó, rồi những đơn hàng về công nợ đó sẽ được siết chặt lại, từ vì dịch bệnh rồi đâu ai biết ngày mai như thế nào, nên là công nợ siết chặt hơn, mà siết chặt như vậy thì việc nhập hàng cũng khó khăn, mà thời nay thì bán rất dễ. Rồi chắc vài hình ảnh sơ sơ dạo một vòng ở khu vực chợ Sài Gòn đến phố thời trang Nguyễn Trãi gửi anh chị và các bạn. Hy vọng thông qua video clip gửi Sài Gòn đến gần hơn với anh chị và các bạn, vài thông tin chia sẻ cùng anh chị. Hy vọng cái dịch bệnh này nó sẽ sớm đi qua để người dân trở lại cuộc sống bình thường và anh chị có dịp về Sài Gòn, về quê hương. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong video clip tiếp theo. Và đặc biệt anh chị cũng phải giữ gìn sức khỏe nha. Vệ sinh sát khuẩn tay, đeo khẩu trang khi ra đường và hạn chế tụ tập nơi đông người để cái dịch bệnh này nó đỡ lây lan hơn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye anh chị và các bạn. Thank you.